Mời các bạn đón xem tiếp bộ truyện Sự Chiếu Cố Của Thần Linh, tập 38. Vóc dáng của mình và cậu ấy chênh lệch nhiều như vậy. Người đâu rồi? Ngủ rồi à? Cũng phải. Sau khi từ địa phủ quay về đến hiện tại, vẫn chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng. Đang cười kìa. Sao đột nhiên lại nhớ lại? À, nổi gió rồi. Không ngờ thật sự trồng rất nhiều hương đậu. Nhưng mình nhớ khi ấy, hắn, nếu như hương đậu nở hoa vào trái mùa, đó chính là lúc ta hạ phàm. Ồ, vậy là sao? Sao nhìn có vẻ rất không để tâm. Lúc ấy còn tưởng rằng hắn chẳng thèm để ý. Nói như vậy, anh bạn, chúng tôi thiếu người, muốn chơi bóng chung không? Không chơi. Hả? Không chơi thì không chơi thôi, làm gì thái độ tệ quá vậy? Chẳng bao lâu nữa lại vào đông rồi, nhất định phải nở hoa đấy. Đây là ký ức mà Hoa nhìn thấy. Hóa ra vì như vậy mới trở thành quái nhân lạnh lùng trong miệng mọi người. Vẫn luôn khăng khăng một mực ở đây chờ mình, chờ đợi 17 năm. Nếu như mình không quay về thì sẽ như thế nào? Chẳng lẽ cứ ở đây chờ mình cả đời? Có điều rất nhanh thôi, sau khi địa hồn thoát ra, cuộc sống của cậu ấy có thể trở lại bình thường rồi. Đến khi đó, những ngày tháng qua sẽ giống như giấc mộng dần dần mờ nhạt. Sao mình lại ngủ mất? Chào buổi sáng. Cậu cả đêm không ngủ sao? Ngủ rồi, thức dậy khá sớm. Đúng rồi, ba lô với sách ở dưới lầu tôi mua lại cho cậu hết rồi. Hi hi, Yuka thiệt chu đáo. Mau, mau dậy đi. Đừng đẩy tôi mà. Chẳng phải lúc này nên cho tôi một nụ hôn chào buổi sáng trước sao? Cậu... Đinh đòn. Chào buổi sáng. Tử biệt, sao ngươi lại thay đồ này? Mọi người ăn sáng chưa? Vẫn chưa. Vậy hai người vào đây đi, tôi làm bữa sáng cho hai người. Được. Rõ ràng lớn tuổi hơn mình rất nhiều, vậy mà lại nhìn trẻ hơn cả mình. Wow, Khương Tô Hòa không ngờ cậu nấu cơm giỏi như thế. Học từ ai vậy? Sao cậu ấy biết nấu cơm? Ăn đi. Nhớ lúc đó, ngay cả xào rau cũng không biết. Đại khái là bởi vì ba tôi nấu ăn cũng rất giỏi. Ông ấy là một đầu bếp rất lợi hại. Thảo nào, cảm giác tuy rằng cậu ấy rất giống Thứ Hân, nhưng có đôi lúc cậu ấy trưởng thành hơn nhiều. Thế nào, có phải tiến bộ hơn so với trước kia? Ừ, có tiến bộ nhiều rồi. À, đồ ăn dính lên mặt nè. Cũng phải, ăn ngon quá mà. Yuyaka ăn tới nỗi quên cả hình tượng luôn. Đây chẳng phải tình tiết chỉ có thể nhìn thấy trong phim thần tượng thôi sao? Không có. Ấy, sắp trễ giờ rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Vậy mà lại có bạn chịu đi học chung với tên quái nhân đó. Đừng có nhìn tôi kiểu đó.